xem trên mạng cũng như là ấy là rất hoành tráng. Sau đó thì đọc cái tham khảo với ý kiến của những người đi tìm hiểu cái này thì người ta cũng nói với bác là cố gắng ông liên hệ được với chỗ sửa cố thủ đáo. Vâng. Đó, đấy thì ông rất yên tâm. Rồi. Ông khỏi cần đến nơi. Mình có tôi bây giờ tôi lên Cửu Khê với Phú Thọ tôi hơi ngại. Đấy, bác đấy. Bác khách không thế đến. Thế là mình nói chuyện qua điện thoại. Đúng rồi, mua hoàn toàn qua điện thoại luôn. Toàn hoàn toàn, mình ra đây đâu. Mình qua điện thoại. Bố hỏi chứ, đầu tiên bố bảo bác có cần lên không? Bác bảo chứ, không tôi khỏi cần lên thì tôi tìm hiểu ông, tôi rất hiểu sớm ông rồi. Bác à, nó chở sập thờ ấy. Vâng. Nó có một cái lối đi nữa là cái lối kia. Rồi. Nếu mà lùi được ấy, thì nó đó cho mình thanh. Vâng. Hay là con đi xuống với bác chỉ cho nó. Vâng. Xem có lùi được không đi. À, nhưng không lùi được. Hả? Có biển thì thấp á, cái cây thì thấp cả. Đúng. Vẫn phanh. 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 Thôi mình chịu khó mất công tí. Nhưng mà nhà mình để tầng dưới, tầng trên hả? À? Tầng trên. À, rồi. Thế này có rồi. Nó rồi. Đó tụ, hả con? Dạ. Cái khoan tầm trên nhỉ? Khoan rồi. Hết rồi. Ăn. À mấy cái góc này bà cầm ấy. Góc à trên rồi. Vâng. Bên này lên rồi bên này. Đấy. Cái giả đây. Cái giả trước nó. Lô cố thủ đáo kính chào bác nhá. Hiện tại là chúng tôi đang có mặt tại gia đình nhà bác Táp đây. Đấy tại bác đọc cho xin địa chỉ bác nhỉ? Tràng Võ Hà Nội. Vâng. Giảng Võ. Thì hôm nay chúng tôi đến rất là sớm, hiện tại chỉ có 4-5 giờ sáng thôi. Và chúng tôi đã lắp đặt cho bác và gia đình là một bộ sập thờ tứ linh chân 20 gỗ mít ta, kích thước 1m97 đây. Đây, bộ sản phẩm đây. Thì cũng đây là chủ nhân của bộ sản phẩm là bác Táp ấy thì hôm nay bên xưởng bọn cháu đến thì cháu cũng quay lại video làm kỷ niệm với bác và gia đình bác nhé. Nhân tiện đây cháu cũng xin bác ý kiến luôn là vâng. Thay mặt gia đình rất là cảm ơn xưởng gỗ Tùng Lương Tùng Tám. Mình tìm hiểu rất nhiều cả La Xuyên rồi là cả Đông Anh rất nhiều, nhưng mà mình thấy cũng có nhiều các mẫu mã riêng mẫu mã của xưởng gỗ Tùng Tám đó là được rất nhiều người mua chuộc. Vâng. Và mình cũng đặt vấn đề ngay với chủ xưởng là dù có chờ mình vẫn cứ chờ. Dạ vâng. Và đến hôm nay thì trong khoảng hơn một tháng thì mình đã được đáp ứng với cái một cái mẫu của một cái sập thờ phải hết sức ưng ý. À vâng. Mình rất là mỹ mãn với cái kiểu dáng cũng như là chất lượng của hàng hóa. Vâng. Đặc biệt là được anh em của nhà hàng gỗ Tùng Tám là đến từ lúc 2-3 giờ sáng. Dạ vâng. Mình rất cảm động đấy. Vâng. Đây là những điều mà nó là mình xin thay mặt gia đình rất cảm ơn rồi. Anh em rồi cảm ơn nhà xưởng, cảm ơn chủ xưởng. Dạ vâng ạ, cháu thay mặt xưởng cảm ơn bác và gia đình nhé. Vâng. Thì cũng nhân đây chúc bác gia đình là chuẩn bị cũng sắp đến Tết rồi thì chúc bác gia đình là thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc bác nhé. Cảm ơn. Dạ vâng. Vâng. Cháu xin được cảm ơn anh em của xưởng. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác nhé. Đây. Cái này bọn cháu cũng phải pha gỗ để khô rồi thì đục chạm nó phải mấy tháng không ạ? À. Gỗ lạt nó phải để lâu rồi. Vâng. Chôn nước mà. Dạ vâng. Vâng. Làm cầu kỳ này chắc không thể. Vâng vâng, phải làm mấy tháng ấy, vì gỗ là các thứ phải chuẩn bị từ trước nữa. Đây chiếc sập thờ tứ linh tổng thể quý vị nhé. Đấy, quý khách hàng có nhu cầu thì liên hệ xưởng gỗ Tùng Tám nhé. Đấy, cơ sở có địa chỉ tại Văn Phúc, Đồng Hương, Thọ. Số điện thoại là 0987 510 86, website là gotungtam.com. Quý khách hàng xem tham khảo nhé. Toàn bộ đường nét là đục chạm vào thủ công bằng tay đây.
Ok. Đó là đồ là cứ rất kỹ đấy. Tao nhìn thấy rất kỹ mà. À không biết là bác biết xưởng cháu là xem ở trên tao xem nhiều lắm mà. Trên... Thấy xưởng xưởng ở trên đó là phải nói là rất hoành tráng. Bác xem trên mạng cũng như là thấy là rất hoành tráng, sau đó thì bác cái tham khảo mấy ý kiến của những người đi tìm hiểu cái này. Thì người ta cũng nói với bác là cố gắng ông liên hệ được với chỗ xưởng gỗ Tùng Tám. Đấy thì ông ấy rất yên tâm. Ông khỏi phải cần đến đâu. Mình có ơn ấy. Tôi giờ tôi lên Cửu Khê với Phú Thọ tôi hơi ngại. Đấy, bác đấy. Bác khách không đến. Mình nói chuyện qua điện thoại. Đúng rồi, mua hoàn toàn qua điện thoại luôn. Hoàn toàn, mình ra ai đâu. Mình qua điện thoại. Bố bảo chứ. Đầu tiên bố bảo bác có cần đến không? Bác bảo chứ không, tôi khỏi cần lên thì tôi tìm hiểu ông, tôi rất hiểu xưởng ông. Bác rất tin tưởng. Rất tin tưởng. Vâng, ok bác nha. Vâng, vâng. Cho nên là bác có đây lên, thấy qua bố gửi ảnh cho bác, bác bảo thế là tôi yên tâm rồi. Ông cứ thực hiện cho lính tráng làm theo cái thỏa thuận anh em mình là được. Nói là bố làm mà nó rất nghi man, rất chuẩn. Ông bạn của bố ông bảo là tôi chưa mua nhưng mà tôi đang tìm hiểu. Tôi thấy nói ở cái xưởng gỗ Tùng Tám đồ Văn Khúc cùng gỗ Cổng Khê Phú Thọ nó rất hay. Thôi được rồi. Dạ vâng. Để tôi liên hệ. Vâng. Xuống đây con. Dạ vâng.